Sau nhiều năm hẹn hò, Diễm My 9X và doanh nhân Vinh Nguyễn đã chính thức về chung nhà. Nhiều khán giả tò mò về thân thế chồng của người đẹp. Trước đó, anh chàng từng gây ấn tượng khi cầu hôn nữ diễn viên trên Khinh Khí Cầu. Diễm My 9X thông báo tổ chức đám cưới với bạn trai Vinh Nguyễn vào ngày 21 tháng 12 sắp tới. Chuyện tình của nữ diễn viên tình yêu và tham vọng với doanh nhân Việt Kiều Úc khá kín tiếng nhưng luôn nhận được nhiều sự ngưỡng mộ nhờ tình cảm tốt đẹp của cả hai. Sau khi công khai kết hôn, danh tính của Vinh Nguyễn cũng được bàn tán sôi nổi. Được biết, chồng của Diễm My 9X sinh ra trong một gia đình có điều kiện ưu việt. Sau khi lớn lên, Vinh Nguyễn từng theo học tại Đại học Công nghệ Swinburne ở Melbourne, bang Victoria, Australia và Đại học RMIT. Ngay khi ra trường, Vinh Nguyễn đã có một công việc ổn định với mức lương cao. Hiện tại, anh là doanh nhân có tiếng trong lĩnh vực xây dựng ở Úc và Việt Nam. Sau thời gian sống xa cách, gần đây Vinh Nguyễn đã định cư và làm việc ở Việt Nam. Anh sở hữu một công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan và kinh doanh dịch vụ nhà hàng. Những lúc Diễm My 9X bận quay phim ở Hà Nội, Vinh Nguyễn không ngần ngại mua vé máy bay thường xuyên bay ra bay vào với bạn gái. Trong bức ảnh chụp trên Khinh Khí Cầu trước đây, cô tươi cười rạng rỡ và trên tay cô là chiếc nhẫn cầu hôn đính kim cương do bạn trai tặng. Được biết, khoảnh khắc này được chụp lại khi cả hai đang có chuyến du lịch tại Australia. Là một diễn viên quen thuộc với khán giả trong nhiều tác phẩm như Gái Già Lắm Chiêu 2016, Chạy Đi Rồi Tính 2017, Cô Ba Sài Gòn 2017. Nhưng Diễm My 9X lại khá kín tiếng về đời sống riêng tư. Số lần cô công khai chụp ảnh cùng bạn trai không hề nhiều. Cặp đôi đã gặp gỡ từ cuối năm 2015 và đến nay đã hẹn hò được 8 năm. Thời điểm mới bắt đầu quan hệ, cặp đôi yêu xa. Vì thế, cả hai thường bay qua bay lại giữa Australia và Việt Nam để gặp gỡ. Tháng 3 năm 2018, Diễm My 9X lần đầu công khai người yêu. Tuy nhiên, đã từng có một thời gian ngắn cả hai gặp trục trặc trong chuyện tình cảm và đến đầu năm 2019 mới tái hợp. Nữ diễn viên từng lấn sân kinh doanh nhiều lĩnh vực nhưng không kêu gọi vốn từ nửa kia vì muốn cả hai độc lập tài chính. Bên cạnh đó, Vinh Nguyễn cũng đưa nhiều kinh nghiệm, chia sẻ cho bạn gái để công việc của cô trở nên tốt hơn. Hiện tại, Vinh Nguyễn đã trở về Việt Nam, mở nhà hàng, thành lập công ty chuyên sản xuất cà phê hòa tan. Năm 2019, Diễm My 9X đối diện với biến cố to lớn khi mẹ ruột của cô qua đời. Thời gian đó, nữ diễn viên vô cùng buồn bã, suy sụp. Vinh Nguyễn là người đã kề cận chăm sóc, động viên và an ủi cô vượt qua khó khăn. Ngoài ra, bạn trai còn đồng hành cùng Diễm My 9X trong những chuyến từ thiện ở vùng sâu vùng xa cũng như cổ vũ Diễm My 9X chăm luyện tập thể thao để giữ gìn sức khỏe. Diễm My 9X cũng đã có mối quan hệ thân thiết với gia đình nhà Vinh Nguyễn, nữ diễn viên từng chia sẻ. Tôi hiện đi lại giữa nhà riêng và gia đình Vinh. Mẹ tôi qua đời, ba có cuộc sống riêng, tôi xem họ là chỗ dựa. Tôi đã xưng hô với cha mẹ bạn trai là bố mẹ. Trước đây, tôi rất tổ, trải qua nhiều biến cố, gắn bó với nhau, tôi học ở họ tính kỷ luật, cách đối nhân xử thế, quan tâm người xung quanh. Mẹ Vinh thích học những khóa về tâm lý nên rất thấu hiểu con cái. Có lần hai mẹ con nói chuyện, tôi chưa kịp nói gì bà đã hiểu, giống như mẹ ruột, Diễm My 9X chia sẻ. Nữ diễn viên tiết lộ, từ khi quen Vinh Nguyễn, cô dần trở nên nhẹ nhàng và bớt nóng tính hơn. Cô cũng cho biết, bạn trai luôn quan tâm, hỗ trợ về mặt tinh thần xuyên suốt những hoạt động nghệ thuật của mình.